Wow. Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải TV. Ngày hôm nay tiếp tục cái series thách đấu nha các bạn. Và cũng không ai xa lạ hết các bạn, đó chính là đội của Băng Tính Bò, được mệnh danh là Băng Chợ Búa đó các bạn. Tiếp tục thách đấu với đội của Xóm Mồ Côi. Và các bạn biết thách đấu gì hay không? Thật nói cho mọi người cùng nghe coi. Nay đội Tính Bò thách đấu với tụi mình là thi truyền bóng chuyền nha các bạn. Đó là đánh bóng chuyền đó các bạn. Để xem coi đội nào ngày hôm nay sẽ giành giải vô địch và nhận được cái danh hiệu là thủ lĩnh bóng chuyền. Thôi được rồi, ngay bây giờ không để mấy em ở đây chờ lâu và cũng như mọi người đang xem phải chờ lâu nữa, mấy em mình sẽ bắt đầu tiến về sân bóng chuyền. Ngay bây giờ mấy em mình đi thôi. Đây các bạn, mấy em mình đã tới sân bóng chuyền. Đó, cái sân cũng khá là đẹp nha các bạn, lưới đầy đủ luôn. Mấy em biết về quy định đánh bóng chuyền chưa? Dạ biết. Trời, giỏi chưa? Dạ em biết, thầy rất là dạy giỏi. Hết rồi thầy ơi. Thầy dạy hết rồi hả? Thầy dạy hết rồi thầy ơi. Vậy là anh thầy không tính. Anh không dám thầy mấy đứa đâu. Thôi bây giờ vậy nè. Anh Phú ơi, tự bắt bồ đi anh Phú ơi. Tù xì bắt bồ đi anh Phú. Không có tù xì bắt bồ, đội của cưng là đội của cưng, đội của Xóm Mồ Côi là đội của Xóm Mồ Côi, được không? Rồi, ok luôn. Rồi, đội của cưng còn có Tính Bò. Thôi. Dạ đen. Nguyên. Ai đây? Nguyễn. Tân Béo. Xong. Năm thành viên. Mời ra sân. Sân bên kia. Bên kia còn đội Xóm Mồ Côi. Ai chưa chỉ định ai lấy banh anh ai lấy banh không được, từ từ một chút anh được banh. Tiếp tục Băng Xóm Mồ Côi thì giờ có Hòa Thương nè, ra sân. Thành lát ra sân. Nhãn Áo ra sân. Thật Ghẻ ra sân. Và cuối cùng Đẳng Cấp ra sân. Bây giờ chúng ta sẽ quánh trong vòng 3 set, mỗi set 15 điểm nghe chưa. Và anh sẽ là trọng tài chính. Đứng ở đây. Để xem coi ngày hôm nay đội nào sẽ là đội giành chiến thắng trong trò chơi bóng chuyền này nha các bạn. Chuẩn bị. Bắt đầu. Vâng, quả giao bóng đầu tiên của Nhãn Áo. Có vẻ như wow, yeah. Một điểm nghiêng về đội của Chợ Búa. Yeah. Hai điểm nghiêng về đội Chợ Búa. Anh đọc có ghê. Hãy đánh nghiêm túc lại. Băng Chợ Búa có vẻ rất là chuyên nghiệp. Vâng, cú giao băng tuyệt đẹp. Rồi, Hòa Thương đã đưa băng ra khỏi sân. Và điểm thứ 3. Cú giao băng tiếp theo. Hoài luôn rồi, 5 điểm. Vâng, 1-6, 1 điểm đầu tiên. Cái gì vậy? Một băng cắm 5 star. Anh có điểm mà nhảy dừa anh ơi. Anh điểm luôn. Quá hay nhả. Cú giao banh hình thánh luôn các bạn. Giật lưới qua rồi. Không qua lưới rồi. 7-2. Em có biết bóng đoàn hay không đây? Đây 9-2. 15 trái thắng luôn. 15 trái là 1 set. Chúng ta sẽ quánh trong vòng 3 set. Hay quá Đặng ơi. 3 điểm 3-9. Nhà ngáo quyền mình rất giỏi các bạn. Wow. Thành đồng lưới đây. 5 điểm nữa, đội của Chợ Búa sẽ giành phần thắng nha các bạn. Vâng. Cú bỏ lỗ tuyệt đẹp đến từ Đẳng Cấp. Tất nhiên là phải cao lỗ. Rồi, ngoài đây. 11-4. Hòa Thương không biết quán banh rồi. 12-4. Hay quá. What? Hay quá. Ủa
13-4. 13-4. Hay lắm nhỉ ơi. 13-5. Bên xóm mồ côi đã đổi người giao banh nha các bạn. Ngoài lưới rồi. Rồi 14-5 rồi các bạn. Điểm cuối cùng, xem đội chờ búa có giành phần thắng đầu tiên trong set đầu tiên hay không đây. Ngoài lưới. Wow. 6-14. Cơ hội đã tới. Và tiếp tục đội xóm mồ côi lại đổi người giao banh nha các bạn. Đẳng cấp sẽ giao banh. Của chúng ta đã xuất sắc trong trái banh vừa rồi. Một băng Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Lại tiếp tục điệu nhảy thần thánh nữa. Wow. 8-14. 8-14. Hiệp thi đấu thứ hai bắt đầu quay banh. Bàn kết thì mới thắng nha. Đó, một điểm đầu tiên nhưng về đội của sống một coi. Thôi bỏ hai điểm. Tại sao cứ đua ngoài sân người ta hoài vậy anh hai? Ta đang quen mà đụng lưới là thua đấy con. Tiếp tục. Nhưng về đội của sống một coi. Vâng, đội sống một coi có vẻ như đang đoàn kết với nhau dữ dằn lắm các bạn. Yeah. 4-1. 5-1. Nhãn áo Will Ban rất là mạnh nha các bạn. Rất là quy lực. Mặc dù thân hình rất nhỏ nhưng mà Will Ban rất là lực các bạn. Đó. Hay quá. 6-1. Vâng, đội của sống mồ côi đang lên ngôi các bạn. Vâng. Ngoài rồi, tại sao? Trời ơi, ghẻ ơi là ghẻ. Cái chấp anh nó ngoài rồi. Phỏng vấn thì ghẻ chút ơi, tại sao mà cứ lại lôi ra khỏi sân cũng quánh luôn vậy? Hả? Trời đất trời. Tiếp tục. Tỷ số đó là 28, nghiêng về đội của sống mồ côi. Vâng, 9-2. 9-2. Vâng. 0-2. Là 12 đó. Và sau đây là nhà ngáo quê một chân. Không qua lưới. Màn thể hiện quá lội đến từ nhà ngáo nha các bạn. Vâng, quê chân luôn. Hay quá. Ngoài rồi. Hay lắm. 11-3. Quay hay lắm nhở ơi. Hay. Qua luôn, hay lắm. 14-3. Điểm cuối cùng nhở ơi, cố lên. Một trái. 14 nè cưng. 14-3. Điểm cuối cùng. Cái gì vậy? Làm cái trò yêu trò mai gì vậy? Yeah, 4-14. Quý bạn. Quay. 5-14. Hay quá. Ngoài rồi, ngoài rồi, ngoài rồi, ngoài rồi. 6-14. Tự xử. Đây là pha tự xử đến từ tính bò. Vâng. A few moments later. Tiếp tục set thứ 3, đổi sân.
thứ ba. Wow. Vậy là một điểm đầu tiên thuộc về đội của sóng một cô nha các bạn. Một cú sử dụng chân của thằng kia. Vâng, wow. Thằng kia rất xuất sắc. Hết xui hả? Hết xui sao? Rồi. Bắn một con hôm nay có Golden Doe rồi. Người ta đánh mạnh bạo sử dụng chân đồng đá luôn các bạn. Hay quá. Wow, cú giao bạch kinh khủng. Ơi, sao lại giành nhau? Hay quá nhỉ. Một pha cứu thua nhưng không thành các bạn. Xin mời Giao Anh. Bắt cho thằng kìa. Rồi ngoài lưới luôn. Hiện tại tỷ số đang là 4 đều nha các bạn. Sao cũng được rồi, ăn thôi. Không được rồi, tiếp tục. 5-4 phát. Rồi 5 đều. Rồi không qua lưới luôn. Đẳng cấp quê banh quá thất bại đẳng cấp ơi. Hay quá. Vô, vô. Ngoài rồi. Trống rồi, ngoài đâu mà ngoài. 9-6. Nó bỏ bên đen à. 7-9 đúng không? Rồi. Các bạn 11-7. Vậy là set thứ ba của chúng ta chỉ còn 4 điểm nữa là đội của Tính Bò sẽ giành chiến thắng nha các bạn. Đội Tính Bò đây là đội chợ búa đó các bạn. Rồi xong luôn. 12-7. Có vẻ như đội của Tính Bò đang lấn át về ưu thế các bạn. Trận đấu tạm dừng để cho Thành Lát nghe điện thoại nha các bạn. Team của mình không có thằng nào phối hợp cho em được anh Phú ơi. Set thứ 3, tỷ số đang là 13-7 nghiêng về đội của băng chợ búa nha các bạn. Úi dồi ôi. Set đấu đầu tiên thì băng chợ búa này giành chiến thắng. 5 minutes later. Tỷ số đang là 13-7 nha các bạn. Wow. Tại sao không lấy bàn đánh? Tại sao lấy đầu đánh? Thật lắc. Dạ không quá luôn. Tại sao không lấy tay hứng lên cho đẳng cấp? Chứ không lẽ hứng tay gì vậy? Đúng rồi, tưng lên cho đẳng cấp đập. Tưng làm sao không được. Trời ơi, bồ mình có người quýt bánh quánh banh mà không biết tưng banh cho đồng đội quánh gì hết, lấy đầu đội luôn. Ghê. Tiếp tục. Trái cuối cùng. Hay. Hay ơi. Hay. Hay. 8-14. Nhiêu rồi phát? 8-14 đúng không? Phát đang cổ vũ cho đội nào đây? Sớm một coi. Sớm một coi đã có 8 mà người ta bồn 14 rồi. Hay quá. Hay quá, ngoài rồi. Mẹ ui. Chưa chắc anh đâu nha. 9-14. Đoàn kết. Hay quá. Như vậy là trận đấu của chúng ta cũng kết thúc nha các bạn. Và đội thắng cuộc trong ngày hôm nay đó chính là đội của Sớm một coi. Đúng rồi, họ cần băng chợ búa các bạn. Khoan phút cho em phát biểu. Điều và gì? Sau 5 lần ngậm hành bên băng chợ búa và băng chợ búa đã gọi lại được 1-0 rồi. Thôi mày đừng có khịa. Thôi mày đừng có khịa. Tan rồi được rồi. Ngậm hành. Bữa nay kể tao. Và kết thúc trận bóng chuyền ngày hôm nay thì đội chợ búa của chúng ta đã giành chiến thắng nha các bạn. Và phần thưởng của băng chợ búa ngày hôm nay đó chính là 150.000. Em cảm ơn anh Phú. Và nước uống thì hôm nay anh sẽ thanh toán hết cho mấy đứa luôn. Dạ. Anh lo hết thanh nước uống, nước nồi để cho mấy đứa luôn, mấy đứa không cần phải chi trả nữa. Hôm nay vui không? Vui.
có không phục, phục mà cười dữ nhỉ? Hả? Sao phục, cố phục. Sao cười? Anh Vũ, nó nào mà nắng đến 100 giây nữa các bạn ơi. Biết sao anh Vũ? Sao? Tại vì tụi em thấy á, 2-3 lần nhậm hành hoài tụi em thấy tội nghiệp. Cho nên đúng giờ rồi, cho nó thắng lại, bàn cho nó vui. Thôi được rồi, thắng thua là chuyện bình thường. Chơi phải có thắng, phải có thua. Không phải lúc nào đội của mình cũng thắng nghe chưa? Đúng rồi. Như vậy là vui rồi. Thôi, thời tiết cũng khá là nắng nóng rồi nha các bạn. Mình cũng xin kết thúc video ở đây để cho các em đi tắm và nghỉ ngơi. Thôi, mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ đăng ký và chia sẻ mạnh lên Facebook. Đồng thời nhấn vào chuông để nhận được những thông báo video mới nhất từ Team Anh Ba Phải nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người.